Rồi, xin chào tất cả quý anh em. Chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bonsai thực thi. Vẫn tiếp tục có những cái tiểu cảnh mini hàng bonsai bằng trà vào cái hồng ngọc mai cho quý anh em chơi. Một cái tiểu cảnh khá là xinh nha. Rất là nhìn rất là ok nha quý anh em. Chúng ta những cái tiểu cảnh này thì nó là tiểu cảnh bằng trà ở chỗ bên em đang làm việc ban công mini. Thì cái dòng hồng ngọc mai thì chắc quý anh em cũng đã rõ rồi, dòng hồng mai thì cái sức sống của nó rất rất là mạnh, nó tương đương với cây mai chiếu thủy nha, và cho hoa màu hồng rất là thơm và có trái màu chín đỏ giống như dòng Hải Châu. Đây là một cái tiểu cảnh mini. Rồi để đo một vài cái thông số cho quý anh em xem, quý anh em tham khảo nha. Cái tổng tổng của cái đĩa này nó là 20 24 nha. Tổng chiều cao tính từ đáy lên tới tới ngọn nó khoảng 30 30. Cái phần cây nha quý anh em, phần cây thì nó cao khoảng 10 16 nha, cao khoảng 16. Đấy. Thì quý anh em đây là một cái hàng mini để bàn trà. Quý anh em xem, cố gắng xem kỹ video nha, ta nắm rõ cái thông số. Thì cái cây này cái phần đế chỗ đây thì nó tầm khoảng 12 nha, quanh ngay cái phần rễ này 12. Thì cái cây này thì quý anh em có thể so sánh với bàn tay nha. Rất là mini. Đấy, rất là ok. Tổng quan cái tiểu cảnh này rất là ok quý anh em. Giao lưu cũng giá rất là hữu nghị luôn, cho quý anh em về chúng ta có một cái tiểu cảnh chúng ta chơi, chúng ta trưng bày. Rất là ok. Rồi, cái tiểu cảnh này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 550k bao ship nha. Rồi 550k bao ship. Thì quý anh em quan tâm thì alo trực tiếp bonsai thì bonsai thì chuyên bonsai gốm sứ tiểu cảnh các loại. Với anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp bên sàn thị, số điện thoại bên sàn thị luôn để trên màn hình, hoặc là chúng ta giao lưu mua bán trên Zalo, số điện thoại cũng là số Zalo. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý anh em đã xem video. Rồi xin cảm ơn và xin chào.